Ngày 9 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang đưa ra xét xử vụ sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số bị hại lớn nhất từ trước đến nay, 816 người thuộc 39 tỉnh, thành phố, thông qua nhiều hình thức huy động vốn, do đông bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, nên tòa án xét xử vụ án tại sân Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Theo cáo trạng, trong năm 2015 và 2016, Võ Thanh Long, ngụ thành phố Cần Thơ, cùng với thuộc cấp là Trần Vạn Lợi, Lữ Nhật Trường, góp vốn lần lượt thành lập công ty cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt, hoạt động kinh doanh lĩnh vực bảo trì thiết bị, điện gia dụng, điện lạnh và công ty cổ phần bất động sản Cao Thắng, có cùng địa chỉ tại xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Kinh doanh được một thời gian, công ty cổ phần quốc tế Ước Mơ Việt bị thua lỗ, phải ngưng hoạt động. Long bị các đối tác mua phiếu bảo trì điện tử, điện gia dụng yêu cầu thanh toán tiền đã đầu tư theo hợp đồng ký kết. Lúc này, dù biết dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu, Hậu Giang chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý, chưa được cấp phép xây dựng, hoạt động, phần diện tích đất của dự án là thuộc quyền sở hữu của cá nhân Long, nhưng bị can vẫn bàn bạc, cấu kết với cấp dưới dùng dự án này để kêu gọi hợp tác đầu tư. Võ Thanh Long cùng các đồng phạm tiến hành tìm kiếm khách hàng để tư vấn, tổ chức nhiều hội thảo, giới thiệu khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu, Hậu Giang là tài sản của công ty cổ phần bất động sản Cao Thắng và thổi phồng giá trị sang nhượng dự án này lên đến 700 tỷ đồng, diện tích 12 hectare, trong khi dự án này Long chuyển nhượng lại từ một doanh nghiệp khác với trị giá 26 tỷ đồng vào năm 2017. Long cùng các bị cáo khác đưa ra nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn như thủ tục pháp lý đã hoàn thiện theo quy định, được phép kêu gọi hợp tác đầu tư, đưa ra các gói đầu tư lợi nhuận cao như gói vốn 50 triệu đồng được chia lợi nhuận 2 triệu đồng trên một tháng, trong thời hạn 12 tháng, đến tháng thứ 13 được hoàn vốn với số tiền 51 triệu đồng, gói vốn 100 triệu đồng được chia lợi nhuận 4 triệu đồng trên một tháng, trong thời hạn 12 tháng, đến tháng thứ 13 được hoàn vốn với số tiền 102 triệu đồng. Từ đó, nhiều người tin tưởng hợp tác đầu tư với công ty cổ phần bất động sản Cao Thắng. Cũng theo cáo trạng, từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 10 năm 2019, Võ Thanh Long và 9 bị cáo khác đã lừa đảo chiếm đoạt gần 160 tỷ đồng của 816 người từ 39 tỉnh, thành bằng các hình thức hợp tác đầu tư, thanh lý hợp đồng, hợp tác đầu tư, bán cổ phần. Tài sản lừa đảo được Võ Thanh Long dùng chỉ một phần nhỏ vào xây dựng dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu, Hậu Giang, còn lại chủ động để trả cho các đại lý, chi tiền hoa hồng môi giới, trả lương cho nhân viên, dẫn đến mất khả năng thanh toán. Dự kiến phiên tòa diễn ra vào trong 2 tuần.